anh ơi, làm như thế nào này? Mày còn cái mày hả? Cháu hoàn thành à? Nè, đi cứ bố em chê tổn à? Nè, ừ, tổn thế này, phần ghét, chăn để. Có cả bông chân hả? Bông hả? Nè, có chân chạy nên có chân bông à? Bông cái à, cái ta nào? Nè, cháu hoàn thành. Bông bố chết nữa. Ừ, thôi có xin nắng. Ừ. Thôi nhưng mặc đi bình đi. Ừ. Chị bố anh cha hả? Hoa nào về mua bông hình chạm đi. Ừ. Chọc nè nè, bông chân với chiên nè. Giờ rõ. Chọc chữ hoa tế. Ừ nhỉ. Hỏi nhưng mạng đấy. Ừ nhỉ. Cái chạm này hả? Xấu. Quen đấy ha, chặt lên nhai em, cái gì bé đẹp chia bao nhiêu này thường, nhưng chắc lại, béo kẹp lắm, nè béo lại, hên này, câu ngân chắc lại bạn này nè, chặt lên nhai đi gần nè, cho lên luôn bên này, chờ mày, chờ mày, chờ là hi cơ mà, gần này hi hàm chờ lật thả mình. Thằng đi. Cậu ý. Ừ. Ý gắt cái thằng này cũng hả? Nhất thế này, bông nhầm. Nhầm kìa. Nhầm đạc rồi. Thả bông mình được chuyện này. Ồ. Giọng thả của thằng hả? Cậu em đi, ta thả mày thân. Hả hả? Ai nhìn còn lần nhân, ai nhân nè. Chật này bị đau rồi. Ừ. Nhân này. Lên cho ba ăn đi. Ngửi lê. Ngửi lê chân này. Nào gần nè. Em biết mẹ khoảng hai mẹ áo mày. Ờ. Thôi. Này nè, rõ đề. Ủa. Ủa này nè, chờ phòng này. Phòng thêm này, tại cái phòng này. Chúng ta cái mít nè. Dùng đi thay thế. Ta mẹ. Rõ đi này nè. Ô, gọn lượt 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 không là ai nhưng không? Năm ngày nữa. Gặp là thó. Nhìn nè, chắc nè tao nè. Chắc nè. Ừ. Nè anh như thế. Ừ, gọn được thay tao. Bây, hiểu mày. Hạ này được bập bàn chắc là thế ấy. Thật không tí được nào. Gạo nè. Chắc hả, bạc bè thế tao nè. Bạc bè thế nè. Ừ. Nè, mà kẹ hâm nè. Chất nắm được. Ê, gần tao nè. Gần hứa, gần. Gần. Đi, chập đi được. Gạ một gạ đi. Kẹt này nè. Cái thô bọc này, cái tẹo này. Tụi mình hôm nay thì giờ quá nhỉ. Được. Bây giờ mình sẽ tìm thì đất mình ở đây. Đi thăm trời mình ở đây mà. Để có người không? Chắc đi con nè. Mở được không? Cạo mò đấy. Hết tụi mày luôn. Đất của tao này. Ừ, thế đi. Mày là người gì? Chúc người cho phi. Tụi ma địch mẹ tụi mày à. Cướp đứa tao, phá đứa tao, địch mẹ. Ai cho chúng mày à, đi làm đất ra đây. Hả? Đây thì người ta ban rồi, ban cho mình rồi. Chúng mày còn ham đất nè. Chúng mày ơi, đứng ở phát có đất tao nha. Đất đây thì người ta ban cho tao rồi.
tụi mày còn làm cái gì nữa? Đất đây thì đất của mình nha. Mày cái này đất mày nha. Mày nói gì? Đất đây thì chú nó ban chỗ ta nè. Nhưng mà chỗ nó đi nước ngoài rồi. Tụi mày còn làm gì nữa? Đất của tao nha. Tao mới về chứ con em mày biết đất mày. Mày nói gì mà nói không biết à? Đây là đất của tao nè. Chắc là mấy anh đi Sài Gòn chắc không biết. Sao mà không biết đây? Phải em này. Em thì ở nhà anh thì Lâm Sài Gòn mà sao mà anh biết được? Cái đất đây thì người ta bán chỗ anh rồi. Anh thì mới về người nước ngoài. Anh mới lấy lại đất đây. Nhưng mà bọn anh chưa làm đất đây nha. Đây, đất của mình thì đây, trong hết chuỗi đây. Còn đây thì mình trong mi đây nè. Chúng mày còn đuổi đất. Tức lắm. Tí này tao quẹ quan nha mày nha. Mày đứng ở chai nha. Mày chai thì tao bắt mày nha. Quẹ quan bắt mày nha. Sợ gì? Tao quẹ quan nha. Để tí tao quẹ quan nè. Tao khó đúng thoại nè. Thôi, để quan giữ quyết nha. Thế này giữ quyết nha. Đất này tổng cho mày chung mày lắm nha. Không phải đất chung mày. Đất thì đất tao. Đất thì đất tao nha. Quyết đất mày đâu. Còn mẹ mày à. Mẹ. Việc mẹ. Tao nói chung mày một tháng một này. Đây. Cái việc mẹ. Đất này không phải đất của chung mày. Đất của tao nè. Mà thôi, đây tao trong chối này nè. Chúng mày còn phá đất tao à? Đây thì đất của tao nhận đâu? Anh trông chơi ở đây. Hả? Đây thì người ta bán cho anh rồi. Đúng rồi. Gì? Hả? Tại đâu? Đất của mình mà. Tên là tao khóa quan để quay. Cho chúng mày đi nhìn đất tao đó nhờ. Ừ, đi. Đây. Chúng mày quay trước nha. Ừ. Thang đây này. Tôi sắp thang đất của tôi nè. Tôi sắp thang bên đây nè. Chúng mày sắp lại bên đây hả? Này, mày nhà sắp hàng thang bên đây này. Chúng mày còn lấy cây bó bên đây hả? Tao tắc lắm. Đây. Rất chúng mày đây. Tao tắc lắm. Đây mày, đất tao đi. Chúng mày bó cây bên đây này. Tao tắc lắm. Tao bên này, mày bên kia, tao bên mày đây như thế này à, mày nhờ. Đây nè. Mày trong này đừng có vó ở đây nha. Mày ăn đất quá. Tao tức lắm, tao bên này. Mày bên đây, tao tức lắm. Đây, bên này quay chân nha. Để tao quay quan nha. Quay mày. Alo. Dạ. Alo. Sao em? À, 113 hả? Ở đâu vậy? Đất là mới đứa trong làng gì? Tham đất này, các bạn. Ờ. Thôi à, qua đây rồi, nha. Em đây đấy nha. Anh đang chơi nè. Dạ. Dạ. Tí này qua nha. Đang chờ anh nè. Rồi, anh tới đây đấy. Dạ. Rồi. Qua đi, nhanh nha. Rồi. Dạ. Rồi. Lâm, nè. Đập tao bố bên này nè, cây tao bố bên này. Chúng mày bố lại xếp lá hàng bên đây hả? Tao tức lắm. Địch mẹ. Địch mẹ. Này. Mày còn làm gì nữa? Mày ngon mày. Mày ngon. Mày ngon à. Mày ngon à mày. Đây mày ngon à. Mày ngon à? Mày sao em? Mày ngon à? Sao em? Mày anh này. Mày anh đây này, ăn đất này. Thôi, đừng nói nhiều. Đây. Bây sao? Mày anh em đây này. Mày bọn này này. Mình xếp hàng cái đất thang rồi. Đây thì bọn có mình rồi. Thôi. Đừng nói nhiều. Làm nữa. Đừng nói nhiều. Đây. Anh ơi, dạ. Làm như thế nào này? Mày con cái mày à? Mày còn cái nữa hả? Cái gì? Thôi, đừng nói nhiều. Để mình cho Quyết cho.
Đây là đất của mình, không phải đất của trong mai nha. Thôi thôi, đừng nói. Tao nói thằng cho quan nha. Bụt đầu ta. Được. Đây, mình rút ra. Sao? Sao mày bọn này nè? Ham đất em nè. Em thì là sao nữa? Tại sao mày bọn này thì ham đất em nè? Đất được. Em bỏ bên đây, nó bỏ bên kia. Được. Em tức được không? Thế nào ta? Đây nè. Đây, chỗ đây nè, chỗ này thác đất coi không biết đất thì đất của nó đất của ai? Em đất ai đây, đất của đất em thì đất bố mẹ em nha nè, nó lấy cái này vứt ra bên vườn mình tức lắm ấy. Đấy, đây nè, đất mình nè, mình lấy cái bố bên này mà chúng mày còn đói đất nhiều à? Không phải đâu. Mình bỏ đất, mình lấy nó lấy cây bỏ đất mình bên này. Mình bỏ lại bên này. Mình tức chứ. Tại sao bỏ? Mình đã thăm dốc này nè, đường dốc này nè. Cái hang này nè, tay đường bên kia. 13 năm. 13 năm hả? Ừ. Không phải. Tụi mày đâu có làm đâu. Làm á? Đây chỉ là anh à. Không phải bọn em. Đây tao nói này. Mình bỏ bên này nè, mình lấy cây bỏ bên này. Tại sao mày bỏ bên đấy? Đất mình bên đây nha. Đất ta bên đây nè. Đất ta bên đây. Còn cái ngỡ trong mai thì cho anh giết quyết đi. Bên này. Thôi nói nhiều. Thật thật lắm. Để anh giết quyết đi. Rút. Rút, thằng rút hả? Trời. Thằng rút hả? Chắc khó hả? Tiền. Có nha. Bách hả? Dạ, em là tên là... Em này tên là gì? Bầu. Bầu à? Siêu gì á? Đền Đền. Siêu Bầu. Thế này hả? Ừ, đừng rồi. Đừng rồi. Ui, có hả? Em này là tên gì? Em thì tiền là anh ạ. Anh hả? Dạ. Anh à, tới đây không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi, thế này anh giải quyết cho nhá. Bây giờ đất thế này ai mà làm? Đất đây thì năm nay thì em làm. Em làm thì sập hơn năm rồi mà. Em này là đất của bố à? Bố mẹ em ấy. Ai mà bán đây? Đâu ai bán đâu, thì đất thì bố mẹ em chứ. Đây thì đất em. Năm trước đi đâu đấy? Hey. Năm trước thì làm sư con. Mấy năm? Ba năm. Ba năm à? Ừ. Yeah. Cái này khó. Cho anh làm cho nha. Ừ. Bên này năm nay thì em làm. Em hay trồng chuối nè. Nhưng mà mới bọn em thì bị phá đất quá. Đây chỗ xếp bỏ hàng cái này đâu rồi. Người ta đào mương rồi đó nha. Dạ. Rồi. Đứng kè nhau nha. Một con cái à? Đúng rồi. Anh ký xong rồi. Bên sách này này. Tên em đây này. Ra kia đi. Đây. Đây, kêu vào đây. Rồi. Em gì đây? Tên đây. Kêu vào đây. Kêu vào luôn chỗ đây đó. Rồi. Em đây đi. Chỗ tên. Ký tên vào. Chỗ này. Chỗ này. Rồi.
Thì anh giải quyết xong rồi. Bây giờ đừng đi cãi nhau nhá. Dạ. Ừ, lần sau á đừng cứ làm thế này. Làm thế này không được đâu anh em à. Mấy nhá. Rồi. Hôm nay em bọn em thì về rồi nhá. Dạ. Về đi.